Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái buổi pháp thoại trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay ở tại Miến Điện là ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2024, và ở bên Mỹ là ngày thứ Bảy 17 tháng 8 năm 2024. Sư muốn hỏi Eric chút xíu là thấy ánh sáng nó có bị chói quá không? Có người nói với sư là cái đèn cái sao nó chói dữ quá, mà sư không hiểu là quý vị thấy sao. Dạ thì Thì Eric có coi giùm. hơi chói một chút xíu, tự nó vô mặt sư á sư, cái đèn nó chiếu vô mặt sư đó sư. Sư có thể để cái đèn nó xuống chút xíu sư hai, cái đó Cái đó, này dạ được rồi đó. dạ được hơn ha. dạ À, vâng tại vì cái đèn này sư phải cần để sư đọc sách, nếu mà đọc cái bài, còn mà nếu mà không có thì chắc khó. Thế bây giờ vậy cũng đỡ rồi ha. dạ được sư. À, vô phật ngày hôm nay đó, đáng lẽ là sư đọc lại thêm một cái bài pháp khác mà sư có nói trong cái lần trước, đó là có một cái cô Phật tử lớn tuổi rồi, năm nay cũng 70, là 70 ngoài chút xíu. Cô trình pháp, cô nói vậy, thưa sư con bị điếc lỗ tai, con bị điếc nghe không được. Đó thì là điếc rồi đó, thì bây giờ nó càng tệ, nó càng lớn tuổi thì cái vấn đề mà nghe nó khó khăn quá. Rồi bây giờ nó con mắt nó bị mà bị cườm, phải đi mổ. Tự nhiên con suy nghĩ bây giờ con mắt này nó càng lúc nó càng yếu, lỗ tai nên nó càng lúc nó càng yếu, rồi tới lúc mà mình già rồi chắc có lẽ là mình điếc, là mình không nghe được nữa. Rồi bây giờ con mắt nó mù phải đi mổ, rồi không biết mổ có được không, nếu mổ cũng được thì chắc có lẽ là mình sẽ mù nữa. Như vậy thì tới cái lúc mà mình già rồi thì mình sống cái sao đây, khi mà mình phải bị mù bị điếc. Thì quý vị thấy là đây là cái mối mà suy nghĩ rất là nhiều Phật tử thấy như vậy. Và cái cô này cô còn nói thêm nữa là trong khi mà con biết rằng là con không biết là con bị già con phải sống sao đây, khi mà con mắt con không thấy mà lỗ tai con không nghe, mà cái sự tu tập của mình thì quá yếu, không biết làm sao mà giải quyết đây. Chánh niệm nó cứ mất hòa, đi tu ở đâu trong thiền đường được thì được, mà còn đi về nhà đi sinh hoạt hàng ngày thì nó quên tút luôn. Con cảm thấy nó con không được yên ổn. Thì đáng lẽ là hôm nay là sư sẽ đọc thêm một cái bài mà thượng sư trả lời cái câu hỏi này tiếp, nhưng mà vì trong chủ nhật vừa rồi trong cái nhóm của cô Chi đó thì có hai vị hành giả hỏi sư hai cái câu hỏi khác nhau, thành ra sẵn đây vì một câu hỏi liên quan tới pháp hành và nó cũng rất là lợi lạc, vì vậy sư đọc cái bài này trước rồi sẽ đọc cái bằng vấn đề mà ai gì đây mà mù và điếc sao. Đây là cái câu hỏi của cô Oanh, cô hỏi bữa chủ nhật vừa rồi. Sự hy vọng là cô Oanh còn nhớ là cô hỏi cái gì. Thưa sư, trong phần hướng dẫn trình tập, vị này nói là thiền sư có dặn là khi ngồi hành giả có thể chọn một đối tượng chánh như hơi thở hay phòng xẹt. Nhưng không phải là chỉ ở trong hơi thở hay phòng xẹt không thôi. Nói chung là hơi thở đó. Cái gì? Nhưng mà mở tâm ra và hay biết thêm các đối tượng khác nữa. Đây là những cái vị nào mà tập là có thói quen mà tập về bên pháp quán thân được quý vị. Đó thì ở trong một đề mục thôi, đó là hơi thở thôi. Tâm đôi khi nó chạy đi chỗ khác, đem quay trở lại. Thì thiền sư nói bây giờ quý vị qua đây quý vị tập, quý vị cũng có thể giữ cái đề mục của quý vị. Ví dụ như sư tập thì giữ đề mục phòng xẹp mấy năm rồi, bây giờ ông kêu vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng mà ngoài cái đề mục phòng xẹp, đồng một hơi thở ra đó, thì phải quan sát thêm cái điểm khác nữa, ví dụ như tiếng động, xúc chạm, cảm giác này, tâm suy nghĩ vân 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 vân. Tuy nhiên con thấy lúc có làm gì trong sinh hoạt hàng ngày, cái phần hướng dẫn thì nói là mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng, nhưng mà con để ý là trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, ví dụ như chùi nhà chẳng hạn, thì thường là chú tâm rất nhiều và chỗ muốn chùi, chứ ít khi mà mở tâm ra quan sát thêm các đối tượng khác như lúc ngồi. Tâm tham thúc chùi cho sạch, chùi cho bóng, chùi cho đẹp, vân vân vân. Sư muốn hỏi cô Oanh có phải câu hỏi như vậy không? Cô vừa rồi đó. Dạ bạch sư phải. À rồi. Bây giờ đây là câu trả lời của thiền sư. Tại vì quý vị đặt cái câu hỏi mà liên quan tới sự thực tập, rồi thiền sư đang cho các vị hành giả tôi sư chen những cái câu hỏi của quý vị vô để cho có câu trả lời nó up đây, nó rõ ràng hơn và nó gì đây biết là bây giờ câu trả lời của thiền sư như thế nào. Dĩ nhiên là trong
Chủ nhật vừa rồi sư có nói Chủ nhật việc bên Mỹ đó quý vị, bên Miến Điện ngày thứ hai, thực sự cũng có giải thích rồi, nhưng mà mời quý vị nghe câu trả lời của thượng sư. Thượng sư nói vì tham có mặt cho nên thúc chúng ta phải chú và chỗ chúng ta muốn chú. Như vậy là cái sự chú tâm này nó bị thúc đẩy bởi lòng tham, và hành giả cũng công nhận như vậy. Tâm tham thúc con chúng từ chỗ sạch, từ chỗ bóng, từ chỗ đẹp, do đó con chỉ chú vào đó thôi, con cũng có mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng như cái phần hướng dẫn. Vì tham có mặt nên thúc phải chú vào chỗ muốn chú. Ngược lại, nếu chánh niệm của hành giả là chánh niệm tự nhiên, tức là chánh niệm với nhiều đối tượng khác nhau đó, bắt đầu có thể ở trong một đối tượng để ý chỗ mình muốn chui, nhưng khi chánh niệm mỗi lúc mỗi mạnh, tâm sẽ biết thêm các đối tượng khác một cách tự nhiên. Sư nói điều này cho thấy rằng là hành giả này, cái chánh niệm của vị này không có tự nhiên, mà ở trong chú tâm rồi, rồi ở trong cái luồng. Cho đó mới hỏi sao mà kêu mở tâm ra, mà con đâu có mở. Thì thiền sư nói rằng bắt đầu mình có thể ở trong một đối tượng đó, ví dụ như cái chỗ mà mình chủ, nhưng mà nếu mà chánh niệm mình mỗi lúc một mạnh thì cái tâm sẽ biết thêm các đối tượng khác một cách tự nhiên nữa. Như vậy thì nó đòi hỏi cái người mà tu tập đó, nó phải có một cái mức độ chánh niệm mà tương đối mạnh, và cái chánh niệm nó quan sát một cách tự nhiên cho nó, phải chú không cần chú vào một cái chuyện nào khác. Thì khi mà cô Oanh hỏi thì hỏi cái câu này thì sư để ý trong khi mà sư rửa tay, rửa tay thì nó chỉ chú trong cái bàn tay mà thôi đó, rồi mình rửa, mình quay make sure làm sao mà cho thật sạch rồi vậy, đừng có mồ hôi rồi vậy, vân 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 vân. Nhưng mà tự nhiên tâm nó cũng phải để ý cái chỗ khác cả. Tại vì sao? Tại vì sư đặt câu hỏi tâm biết cái gì, đó là cái câu mà sư trả lời lần trước. Tôi nói bây giờ mình bắt chước thì sư, mình hỏi trong khi mình rửa tay, thay vì mình để ý vào trong cái bàn tay của mình, để ý cái độ nhớt rồi cái bàn tay, thì mình hỏi ngoài cái này ra nó biết cái gì nữa không, thì tự nhiên cái tâm mình nó mở ra. Chánh niệm của vị này sẽ càng lúc càng mạnh, có nghĩa là khả năng biết thêm các đối tượng khác sẽ sanh lên hay tăng thêm. Lúc bây giờ hành giả không cố gắng muốn biết thêm các đối tượng khác, nhưng nhờ chánh niệm tốt lên nên nhận ra được các chúng một cách khác dễ dàng. Như vậy thì bất cứ người chúng ta ở trong cái sinh hoạt nào, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày đó, ví dụ trong phòng tắm, trong nhà vệ sinh, hoặc giả là trong đi vô trong siêu thị, hoặc giả là vô trong chợ, vân vân, thì cái một cách mà áp dụng đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ đó mình vô trong siêu thị, mình thấy một cái món đồ gì mình rất là thích, thì cái tâm mình nó hướng vào đó, cái tâm tham nó tốt mà. Dĩ nhiên là lúc đầu thì mình không để ý, nhưng mà một lát khi mình để ý đó thì mình thấy cái tâm tham của mình đó, nó làm cái đó, thì mình hỏi khi mình để ý trong cái, ngoài đi ngoài khi mà mình để ý, ngoài cái tâm đó đang để ý vào trong cái món đồ mà mình thích, nó còn biết cái gì nữa không, hay là nó tâm hiện tại bây giờ nó thấy cái gì. Bởi vì cái người mà chánh niệm mà tự nhiên á, và chánh niệm nhiều đối tượng á, thì luôn luôn đặt câu hỏi tâm nó biết cái gì. Và khi mà đặt câu hỏi tâm nó biết gì thì tâm nó tỏa ra liền tức thì. Đó như sư nói đó, sư ở trong phòng tắm, sư ở trong nhà vệ sinh, sư rửa tay. Đó, tâm thì tâm nó chú vào trong cái bàn tay, rửa cho sạch, rửa sạch được cái bất nhớt, mồ hôi rồi nhiều rồi, nó khô ráo rồi, vân vân vân, rồi lại lau tay nữa, cứ để ý trong bàn tay. Nhưng mà khi sư nhớ rồi cũng thầy cũng hỏi, khi trong chánh trong sinh hoạt hàng ngày nhớ đặt cái câu hỏi tâm biết cái gì, thì tự nhiên tâm nó mở ra. Vì vậy và cái này thực sự cũng nói tôi, nếu một cái vị hành giả mà tâm của vị đấy là tâm chánh niệm, mà chánh niệm tự nhiên đó, tức là thay vì ở trong một cái chỗ nào thì nó tỏa ra mà nó biết nhiều chuyện đó, thì cái vị này sẽ không chú vào một đối tượng đâu. Chắc có lẽ là tại vì mình không có cái thói quen mình làm cái chuyện đó. Khi mình làm một cái gì mà tâm tham, tâm sân nó thúc là mình chỉ chú vào một chỗ thôi. Bây giờ đó, không sao cả. Nếu mà đã có cái thói quen như vậy thì bây giờ khi tới đó mình cứ nhắc mình hoài, có chánh niệm, chánh niệm không, chánh niệm biết cái gì, hoặc giả là tâm đang biết cái gì, thì tự nhiên tâm nó mở ra. Dạ thưa sư, con thấy tâm chú rất nhiều vào một đối tượng, vì vậy thiền sư nói à đúng rồi, vậy thì tôi đề nghị hành giả thay vì quan sát đối tượng hãy quan sát tâm biết trong trường hợp này. Ông dùng một cái object là đối tượng. Rồi bây giờ thay vì chú vào trong cái đối tượng, tức là chú vào cái chỗ mình muốn chùi hay là cái tay của mình đó, thì mình coi thử cái tâm, mình quan sát cái tâm hay biết của mình, tâm chánh niệm của mình. Tôi đề nghị hành giả thay vì quan sát đối tượng
là cái chỗ mà mình chui, hoặc giả là cái bàn tay của mình. Hãy quan sát tâm biết trong trường hợp này. Khi quan sát đối tượng thay vì tâm biết thì nó sẽ dính vào một đối tượng thôi. Còn ngược lại, khi bạn đặt cái câu hỏi mình có chánh niệm hay không, là chánh niệm về cái gì, thì tự nhiên nó trở vô trong cái tâm chánh niệm. Khi mà thiền sư nói như vậy thì sư nói: dạ thưa sư, tôi có đề nghị và hành giả này cách phương thức mà thiền sư chỉ, đặt câu hỏi tâm đang biết gì thì sẽ nhận ra nhiều đối tượng. Như vậy là cái cách mà để mình tập cho nó quen, để đừng có chú vào một đối tượng, là luôn luôn mình hỏi tâm biết cái gì. Và khi mình đặt cái câu hỏi tâm biết cái gì, tự nhiên tâm nó sẽ mở ra. Và cái này phải tập thôi chứ không biết làm sao đây. Tại vì mình sư từ sư là nhiều nhất này, thì chú rất nhiều vào trong phòng xẹp của sư. Bây giờ sư ngồi sư cũng biết làm phép vậy. Nhưng mà sư hỏi ngoài cái phòng xẹp ra biết cái gì, hoặc cái tâm đang biết cái gì, thì tự nhiên tâm nó mở ra, mình đã biết thêm các đối tượng khác. Đúng rồi, khi sư hỏi, sư nhắc là hỏi như vậy, tức là hỏi là tâm đang biết cái gì, thì bạn đang chánh niệm về tâm biết hay chánh niệm về tính chánh niệm, đơn giản vậy thôi. Như vậy quý vị thấy nó có trong này, nó có hai chuyện. Nếu mình chỉ chú ý vào đối tượng mà thôi, là mình không có để ý tới cái tâm biết đó, hay là mình không để ý cái tâm chánh niệm quan sát đó, thì nó chỉ ở trong một đối tượng thôi. Ngược lại bây giờ mình bỏ đối tượng đi, mình coi thử tâm mình biết cái gì hiện tại bây giờ, tức là mình đang quan sát trên cái tâm chánh niệm, thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ mở ra, mình đã biết nhiều cái. Và cái này là do cái sự kinh nghiệm tu tập thôi, chứ còn không biết làm sao mà nói. Bởi vì trong cái nhóm mà Việt Nam mà mới qua bây giờ đó, họ đi về rồi đó, thì họ hỏi rất nhiều về cái tâm biết và tâm quan sát. Tâm biết và tâm quan sát, đây là một cái trường hợp mà kêu mình phải tu tập mới biết được thôi. Thế nào là tâm biết, thế nào là tâm quan sát? Ông thực sự đưa hai ngón tay cái gì ông đấy, mở tâm ra, mở khi mình mở cái ngón tay này ra đó, mình dang dang hai cái ngón tay này ra đó, thì nó biết. Khi mình không, khi mình bắt đầu bằng để hai con tay này vô đó, cái này nó hơi khó hiểu chút, ngày sư chỉ nói cho vị nào tập và hiểu. Rồi bây giờ mình giải thích tâm biết và tâm quan sát. Ông đấy, khi mà hai ngón tay mà đụng vào nhau đó, bây giờ mình sẽ lấy cái này cho nó dễ hiểu đi. Hai cái ngón tay bây giờ của bạn đang đụng vào nhau rồi, tâm có cái tâm biết, có cái đụng và có cái biết trong này. Bạn có thể nói thay vì bạn nói đụng đụng hay xúc chạm, bạn có thể nói biết biết. Vì lúc bây giờ là bạn đang quan sát cái tâm biết. Còn ngược lại bạn thấy cái sự xúc chạm mà thôi, không thôi thì đang bạn ở trên đối tượng. Bây giờ ông nói mở ra hai cái tay bây giờ nó không có đụng nữa, thì lúc về cái đụng nó không có, nhưng mà cái sự hay biết nó vẫn tiếp tục. Đụng vô hai ngón tay đụng vô nó biết, bây giờ mở ra nó cũng biết, thì cái biết nó đang có mặt và quan sát trên cái biết đó. Đây thì sư chỉ nói sơ sơ như vậy thôi, bởi vì cái này là phải tập à, lý thuyết thì chỉ nói như vậy thôi, còn có hiểu không thì chịu thua. Bởi vì sư mất gần 8 tháng trời sư mới hiểu thế nào là tâm biết đó. Thành ra mà sư thì quá chậm như vậy, nhưng mà có vị có thể nhanh hơn sư không hết rõ nữa, thì thôi bây giờ kệ nó, tập qua thử sao. Như vậy thì để mà trả lời cái câu hỏi vừa rồi, là bây giờ ra con từ nhà hay là con rửa tay, con thấy tâm con của chú không, ông mở tâm ra, thì ông thực sự ông nói phải tập cho có cái thói quen là khi mà ở trong một đối tượng, khi biết tâm của mình chú vào đó thì mình nhắc ngoài cái này ra nó còn biết cái gì nữa không, thì tự nhiên tâm mình sẽ mở ra và nó biết tên các đối tượng khác. Đó là trả lời cái câu hỏi hoặc giả tâm đang biết cái gì, hoặc giả là mình có chánh niệm hay không. Đấy, quý vị quan sát cái chánh niệm của quý vị đó. Ví dụ như chẳng hạn như sư ngồi thiền này, sư quan sát cái phòng xẹp, sư biết phòng nó có một cái cảm giác, xẹp nó có cảm giác. Bây giờ sư chỉ để ý cái cảm giác này, nó đang phòng đang xẹp, và cái tâm nó đang biết cái cảm giác này, thì sư chắc chắn là sư ngồi đó và sư biết là chánh niệm sư đang có mặt. Thay vì để ý cái phòng thì xẹp, sư để ý cho có biết gì không này. Vì mình nó biết thì tự nhiên cái mình nhận ra cái phần cái cảm giác. Bây giờ chỉ cần nhận ra đang có cảm giác là biết tâm mình đang có chánh niệm. Đó thì cái này sư cũng nói lại nữa, là cái này mình tập mình mới hiểu mà thôi. Bây giờ có một vị khác nói rằng: dạ thưa sư, con đã nghe câu chuyện sư nói về khi mà sư khuyên một vị sư người Đại Hàn. Sư nói vị sư Đại Hàn, những bóng đá phải Đại Hàn, và một vị sư Bắc Tông, chắc có lẽ là Việt Nam là như thế nào, nhưng mà điều cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái câu chuyện là như thế này quý vị: ông đó đang bị muỗi cắn, thì thực sự ông bị muỗi cắn trong nổi sân đau mà, thì mình nổi sân mà dĩ nhiên rồi. Thì thiền sư nói rằng đó,
lần tới nếu mà sư bị muỗi cắn, sư sư hãy nhắc nhở sư nói rằng là đa na đa na đa na là cho thôi, cho mày đó, bố thí cho mày đó, bố thí máu của mày đó cho mày vậy. Thì sư này khi mà nghe cái câu chuyện đó rồi đó, thì bây giờ tập tập thì khi mà bị ông ngồi thì ông bị muỗi cắn á, thì ông nói đa na đa na đa na, cũng rải tâm từ cho muỗi nữa. Đấy, cái phần rải tâm từ thì sư không biết, thì sư có nói ông này ông làm bằng cách ông nói đa na đa na đa na xong rồi ông rải tâm từ cho muỗi đó. Nhưng mà khi cái con muỗi nó cắn đã xong rồi đó, nó bay lên mà nó kẹt vào trên màng nhện, thì ở dưới này ông reo lên, ông nói cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Đấy. Thế bị sư này mừng quá, tâm leo ra leo reo lên đó, cho mày chết, cho mày chết. Thì tới ngang đây thì sư nhảy vô và nói với sư như thế này: ông này không những tự nhắc là tôi là phải đa na đa na rồi, mà còn rải tâm từ nữa, để rồi khi thấy muỗi bị kẹt vào trong màng nhện lại khoái chí, lại đã được. Vị này không thấy rõ cái gì đang xảy ra mà cố đè nén che đậy cái tâm khó chịu của mình. Khi con muỗi nó cắn, tâm mình rất là khó chịu, nhưng mình nói không sao đa na đa na đa na. Thì ông thầy xuống đó, bạn đang co vơ, bạn đang che lấp, cái lớp là cái tâm nó đang nổi sân vì cái vết cắn à. Thì mình nói không 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 thôi, đà nà đà nà. Vị này không thấy rõ cái gì đang xảy ra mà cố đè nén che đậy tâm khó chịu của mình. Trong tiềm thức, tâm của sư này rất khó chịu khi bị cắn đau, nhưng không nhận ra mà lại rải tâm từ hay nói đà nà đà nà cho muỗi. Rải tâm từ là phương pháp thiền định giúp tâm yên xuống, còn thiền tứ niệm xứ là quan sát thẳng vào tham và sân của mình để biết cái gì đang xảy ra, cái gì đang có mặt, quan sát để học và hiểu. Vậy thì bây giờ nếu mà con muỗi nó cắn, bạn có thể nói rằng đa na rồi bạn rải tâm từ cho nó, thì tâm bạn nó yên ổn, bạn thấy làm như nó có sự chấp nhận. Nhưng mà ông nói cái này là bánh vẽ, không có đâu, không có thật đâu, bởi vì trong tiềm thức mình không có ưa cái cắn này, nhưng mà mình ráng mình nói như vậy. Cũng giống như mình nổi sân, ai có cái gì mình nổi sân, rồi tôi nói chị nổi sân hả, không 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 không, tôi thoải mái mà đâu có sao đâu. Mình đang không thấy cái tâm của mình và mình nói đó là suy lấy một ví dụ thế này. À, cái người này nói rằng là tôi đâu có sân, tôi đâu có sân, tôi đâu có tức, tôi đâu có tức, tôi đâu có bực. Nói như vậy là mình đang cố gắng mình che đậy đó, đây che đậy cái tâm tâm cái trạng thái tâm thật sự của mình. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn, muốn tâm yên hay bạn muốn biết, muốn hiểu? Bởi vì thiền tứ niệm xứ là bạn quan sát để bạn biết này, bạn quan sát để bạn 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 biết rồi bạn muốn hiểu. Ví dụ chẳng hạn như ông nói, lấy ví dụ như chẳng hạn như mình thấy một người nào đó đi vô trong cái neighborhood của mình, trong cái xóm của mình thấy cái người này rất là lạ, trong xóm không thấy người này lần đầu tiên, mình thấy hoặc giả mình thấy một chiếc xe truck chẳng hạn, cái xe truck này trong xóm mình không có ai thấy cái xe truck hết trơn, mà tự nhiên mình đang làm một vườn thấy có một chiếc xe truck đi qua, thì cái này bạn đang quan sát để bạn biết này, biết là có một chiếc xe lạ vô trong cái khu xóm của mình. Rồi bây giờ bạn hiểu là bạn phải theo dõi người đó, bạn mới biết là cái người này vô không phải để ăn cắp ăn trộm mới làm cái gì, mà đi vô đi kiếm một cái người bạn của họ ở trong cái khu phố của mình, trong cái nhà xóm nhà của mình đó. Thì cái đầu tiên là bạn quan sát để bạn biết, bạn biết biết là có một người đang đi vô. Và cái thứ hai nữa, bạn quan sát hoài để cuối cùng rồi bạn từ cái biết đó bạn mới đưa tới cái hiểu là bạn biết rằng cái người này không phải vô đây để ăn cắp ăn trộm, mà họ đi vô họ kiếm người lạ, người quen của họ mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nhớ không, có một vị hòa sư đó, mình quan sát tâm khó chịu để làm gì? Mình quan sát tâm khó chịu để mình thấy rằng không phải là khó chịu cái đau tay đau chân đau lưng, mà chính cái tâm của mình. Khi có một cái cảm giác ở trong thân là một cái là một cái là một cái một cái gì đang xảy ra ở trong thân của mình, cái gì không, cái tâm của mình nó nhận ra cái cảm giác này, nó phản ứng, nó phản ứng, nó nói rằng đau quá đau quá đau quá, hay là mệt quá, hay là nhức quá nhức quá. Và khi mà nó phản ứng như vậy thì tâm sân nó nổi lên, thì bạn mới quan sát hoài để bạn thấy mỗi lần mà có cái gì nó xảy ra trong tâm thì cái tâm mình nó phản ứng. Đây là mới học thôi này, thấy rằng tâm mình nó phản ứng vì nó giải thích cái cảm giác này, ủa sao mà tự nhiên nó đau như này nè, con muỗi này nó cắn cho mình dữ vậy, nó đau như vậy, hoặc giả là sao mà mệt quá vậy này, hôm nay chắc là mình bệnh, vân 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 vân. Thì bạn mới chỉ biết cái quan sát thôi. Bây giờ bạn hiểu rằng không có ai hết được, chỉ có một cái cảm giác
tâm nó thấy cái cảm giác này nó phản ứng như vậy, thì đây là một cái diễn trình giữa thân và tâm. Vì vậy ông đặt cái câu hỏi trong lần trước sẽ có đọc cho quý vị nghe, tại sao chúng ta quan sát cái đau, chúng ta quan sát cái tâm để chúng ta biết, từ biết để chúng ta mới hiểu, chúng ta biết rằng tâm mình nó suy nghĩ về cái đau này, vì nó suy nghĩ về cái đau này do đó cái tâm mình đã phản ứng. Rồi mình quan sát hoài mình thấy ủa đâu có gì đâu, chỉ một cái cảm giác và một cái tâm nó diễn ra, do đó cái tâm sân nổi lên, vì cái sân này đâu phải có tôi à. Mà bạn muốn hiểu cái này cho rõ ràng như sư vừa mới trình bày đó, thì trong khi mà bạn tu tập đó, bạn phải để ý, bạn mới thấy rằng là trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái không có ai hết, bởi vì những cái đối tượng này nó trung tính. Ví dụ chẳng hạn như sư có trình pháp và sư chia sẻ với anh chị em, sư nói rằng là sư đang đi gì đây bát đi khất thực, sư chỉ để ý tới cái nhìn, cái thấy, bước chân và cái cảm giác ở trong người, tự nhiên có cái mùi nó xốc tới. Khi cái mùi nó xông tới, sư nghe cái mùi thì tự nhiên tâm sư nó nói trời cái mùi thối quá, thì cái mùi này là cái tâm phản ứng của sư đó. Hai cái này nó hoàn toàn không có cái chia là của sư hết. Cái mũi này nó bắt được cái mùi ở bên ngoài nó vô, vì cái mùi nó bên ngoài nó vô do đó cái mũi nó bắt được, cái mũi này không phải của mình, cái mùi kia cũng không phải của mình. Hai cái này nó gặp nhau, cái tâm mình nó lên, nó thích nó ghét hoặc giả, nó chỉ là neutral, tức là nó không thích không ghét. Sư nói về thằng sư tư nó, tôi mới thấy rằng không có cái gì của tôi hết, cái đau này không phải của tôi, cái ngửi này không phải của tôi, cái mùi này không phải của tôi, cái thấy này không phải của tôi. Thì ông thầy sư nói mình phải tập ngay từ trong cái sự tu tập của mình để mình hiểu, rồi từ từ mình đi hiểu tới nữa là mình hiểu rằng là cái đau không có ai. Sư nói cái đau không có ai, một người bình thường đâu có thể hiểu được là đau không có ai. Khi mà đau một cái là nó phản ứng liền tôi đau mà, thấy không? Hiểu thực sự lắm. Mấy cái này để chỉ là thêm cho người có tu tập mà thôi. Và nó trở thành một cái gia tài mà bạn đem theo trước khi bạn chết này. Bạn thấy không có ai đau hết trơn sao bạn phản ứng? Vì bạn nói tôi đau này, hoặc giả là ngay cả chết nữa, tôi sắp sửa chết này, tôi sắp sửa đau này, tôi đau quá này, chắc là tôi sắp sửa chết này. Thì quý vị thấy không? Đem tôi ta vào trong đó. Và ông nói hễ mà đem tôi ta vào trong đó là phiền não suy nghĩ theo cách của nó, thì tôi ta là phiền não mà. À, rồi nhớ tới vợ tới con tới nhà tới cửa tới ruộng tới vườn tới bất cứ cái gì của cái tài sản. Vì vậy muốn bạn có sắc tâm khó chịu, trở lại mình trở lại bữa trước cô hình như là cô này cô anh không nói đó, mình tại sao mình có sắc tâm khó chịu, bởi vì nó là thuộc về tâm, cái đó cái chuyện dĩ nhiên rồi. Mình quan sát tâm thì mình phải học tâm thì mình quan sát tâm thôi, chứ còn cái thân nó đâu có đau à. Mình quan sát cái tâm để mình hiểu rằng cái đau nó đến từ tâm, do cái tâm mình đã phản ứng, và để mình hiểu rằng không có tối đau mà chỉ là có một cái cảm giác trong thân, tâm nó giải thích theo kiểu của nó, do đó phiền não nó khởi sanh. Còn một cái vị mà tu hành mà đã có trí tuệ đó, mà thấy đây là chỉ là cảm thuần túy cảm giác mà thôi, tâm phản ứng chỉ là tâm phản ứng mà thôi, không có ai đau hết. Sư không biết là sư nói vậy quý vị nghe có cái gì thắc mắc không, có muốn hỏi không? Bây giờ trở lại cái cô này, cô sư thưa với thằng sư, sư nói rằng cái vị hành giả nữ này hỏi cái câu như thế này, là cô này có nói là cô đi ra ngoài vườn, cô ở trong vườn á, thì bị một cái con kiến cắn, trong khi làm việc ở ngoài vườn thì bị kiến cắn, đau là đau rất đau lắm, nhưng mà con để yên đó, như lời mình trình pháp vừa rồi buổi chủ nhật vừa rồi đó, sư không có nhớ một cách rõ ràng, nhưng mà nhớ cái chính ý chính thôi, là khi con bị con kiến cắn, con để yên cho con kiến nó cắn, không phủi nó đi. Vì sao? Vì con muốn quan sát tâm khó chịu, và con áp dụng lời khuyên của thượng sư là nhắc nhở mình đa na đa na, nhưng khi nhiều kiến vu lại quá nhiều thì bây giờ tâm con phản ứng mới là xua đuổi hấp dẫn đi. Trong cái lần trình pháp vừa rồi nó có một cô đó ngày chủ nhật quý vị, cô nói rằng là đó, cô bị con làm vườn và vườn con bị muỗi cắn, con muỗi đã thì con xin lỗi con kiến nó cắn, con kiến là cắn là rất là đau, thì thay vì đưa tay hất nó đi, con để ý của con sát tâm khó chịu. Rồi cái kế nữa, khi mà con sát tâm khó chịu sẽ khó chịu thì con nói thôi kệ nó, để cho nó cắn đi,
đã tâm từ rồi mình đa na cho nó đi, thì khi mà con nói như vậy á thì nó tâm con nó dịu. Nhưng mà rồi á, khi mà nhiều con buổi nó nhiều con kiến nó bu lại thì con hoảng, con phản ứng. Thiền sư nói đây là của dạng tập mình đè nén, là mình che lấp cái sự thật mà thôi. Hồi nãy đang nói về con muỗi, mình nói đa na rồi mình rải tâm từ cho nó. Bây giờ con kiến cũng vậy, thay vì mình hất nó đi, mình để yên cho nó để mình có tâm khó chịu, rồi mình cũng nói đa na để yên cho nó, để cho nó muốn làm gì nó làm. Thì ở thiền sư nói cả hai trường hợp giống nhau, đều là tâm là mình che đậy thôi, che lấp sự thật mà thôi. Khác với thiền tâm từ, thiền tứ niệm xứ là không làm gì hết mà mở tâm ra và quan sát cái gì đang xảy đến, đang có mặt. Bây giờ hành giả sẽ thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Bạn muốn tâm yên thì hãy đái tâm từ. Bạn muốn biết, muốn hiểu thì phải mở tâm ra và quan sát. Đó là thiền tứ niệm xứ. Thì thiền sư cũng lặp lại cái câu hồi nãy. Khi có cái câu chuyện gì mình trải tâm từ, mình nói không sao đâu, nên cái chuyện này rồi nó cũng yên, nó kệ nó, rồi mình thương chúng sanh được cái nọ. Mình dùng cái phải trái của thế gian để mình nói, để cho tâm mình nó dịu xuống. Thiền sư nói bạn tập cái thiền tứ niệm xứ này bạn muốn cái gì? Bạn muốn tâm yên hả? Bạn muốn tâm yên thì bạn phải tập thiền định mà thôi. Bởi vì đổi đối tượng qua một đối tượng khác thì tâm mình sẽ yên xuống. Còn thiền tứ niệm xứ là khi tâm tham, tâm sân, khi phiền não, mình phải trực tiếp nhìn nó. Nhìn nó để rồi mình hiểu là cái gì nó đang xảy ra. Có ai trong này không? Khi mình hiểu rằng, ồ, cái này nó đang xảy ra là tại vì tâm mình phản ứng. Và cái tâm phản ứng thì tâm thôi, không có ai trong này hết trơn. Do đó là tới mình không phản ứng được. Còn mình tập tâm từ, mình nói tâm nó dịu xuống, nó yên xuống, rồi bữa nào mà có câu chuyện xảy ra tâm mình lại phản ứng nữa. Vì vậy đó là lý do tại sao người ta nói mình tập thiền định nó không đưa đến sự hiểu, sự giác ngộ, sự giải thoát là vậy đó. Là bởi vì sao? Nó chỉ làm tâm mình rất là yên, và khi mà tâm nó yên như vậy thì mình thấy được nhiều cái gì đây, những cái tập khi mà đi lên các cái tầng thiền mà cao đó, trong thiền định đó, thì bạn có những cái kinh nghiệm rất tuyệt vời. Thì cái này cũng dạng trí tuệ nhưng mà không phải là trí tuệ giải thoát cái gì. Khác với thiền tâm từ, thiền tứ niệm xứ là không làm gì hết, mở tâm ra và quan sát cái gì đang xảy đến, đang có mặt. Bây giờ hành giả sẽ thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn ngược lại, khi hành giả muốn tâm mình nó yên thì hãy rải tâm từ. Muốn biết, muốn hiểu thì mở tâm ra và quan sát. Và đây là thiền tứ niệm xứ. Ông thường xuyên nói tùy theo quý vị lựa chọn thôi. Quý vị làm cái nào cũng được cái trơn. Mà một cái thì chỉ làm tâm mình dịu xuống. Còn cái kia là hiểu, đưa đến sự hay biết, đưa đến sự hiểu, hiểu tức là trí tuệ, và đưa đến sự biết, sự hiểu thì nó lâu về dài nó sẽ từ từ là mình sẽ không phản ứng, không có sân hận nữa. Thì đó. Cái sự thực tập nó đòi hỏi mình mất rất là nhiều thời giờ, là bởi vì sao? Nó đưa đến cái sự hiểu biết mà. Dạ thưa sư cho con hỏi ạ. À, thưa Hỏi đi. sư, Ai đấy vậy? dạ con là Loan Anh. À, Dạ thưa nhớ sư. trước khi mà hỏi, nói cho sư biết là quý vị là ai. Dạ con sorry. À, hồi nãy sư nói đó là không có ai ở trong đó. Tức là khi mà nó đau, nó gì thì mình chỉ quan sát cái đau đó, rồi mình nó là không có ai trong đó, nhưng mà thực sự ra khi mà mình phản ứng tức là đã có ai rồi sư. Vậy nếu mà mình tập như vậy có phải là mình dùng cái phương pháp gọi là tự kỷ ám thị không? Tức là mình vẫn thấy là Bị có ám ai. gì đâu, bây giờ cô đau này, thấy không? Dạ. Cô bị con muỗi nó cắn là bị con kiến cắn, cô đau phải không? Đó, Dạ. mình đang dùng cái ngôn từ bình thường này, tôi đau, có vậy không? Dạ. Nhưng mà bạn quan sát hoài, và bạn quan sát cái gì? Bạn phải quan sát đau, bạn còn quan sát tâm khó chịu, thấy không? Cái này là mình không nắm vững cái phần thông tin này. Khi mà đau tới, khi mà cái có một cái gì nó, một cái cảm giác gì nó xảy trong thân, bỏ nó đi, quan sát tâm khó chịu. Tại sao chúng ta quan sát tâm khó chịu? Để chúng ta thấy rằng tâm chúng ta suy nghĩ cái gì về cái đau này, do đó bây giờ nó mới phản ứng. Một cái cảm giác nó xuất hiện ở trong thân của mình là cái con kiến nó cắn, là con muỗi nó cắn, cái cảm giác khó chịu phải không? Nó đau phải không? Giờ bỏ bỏ cái cảm giác này đi mà quan sát cái tâm khó chịu. Bạn mới thấy rằng sở dĩ mà mình nổi sân là tại vì cái tâm của mình suy nghĩ con kiến này nó cắn này. Trời, nó cắn tôi đau quá. Khi bạn suy nghĩ như vậy cho nó bạn phản ứng.
Mà thật ra có ai đau đâu. Cảm giác, tâm suy nghĩ về cái cảm giác, do đó tâm sân nó tới, đau nó tới. Đau là mà cái tên mình đặt cho cái cảm giác đó thôi. Mà cảm giác thì đâu có của ai à. Thấy không? Dạ thưa sư, đó đó là cái chỗ mà con không hiểu đó sư, tức là con có quan sát cái tâm khó chịu, tức là khi mà con ngồi thiền thì con ngồi xếp bằng theo dõi hơi thở đi ra đi vô, rồi mở tâm ra theo dõi những cái đối tượng mà nó đến với mình, thì ngồi lúc đó, thì cái chân nó đau thì con nói là không, bây giờ mình không có buông ra mà mình quan sát cái tâm khó chịu khi mà mình đau cái chân, thì con quan sát cái tâm khó chịu. Nhưng mà đồng thời lúc mà con quan sát cái tâm khó chịu thì nó lại có một cái tâm khác, nó nói với con luôn. Nó là hai cái tâm nó nói chuyện với nhau. Cái tâm kia nó nói là trời ơi, buông ra đi chứ không chút xíu nữa là bị tổn thương cái chân. Cái tâm này thì nói là không, mình phải quan sát cái tâm khó chịu. Mà thật sự ra hai cái đó nó nói với nhau hồi cái con không quan sát được cái tâm khó chịu luôn đó sư. Thì Rồi con buông. tại vì cô đã hiểu cái gì đâu cho cái cô quan sát khó chịu à. Quan sát là mới quan sát thôi, cái đã hiểu gì đâu à. Vì vậy tôi nói hồi nãy mình nói này, khi khi một cái cảm giác nó khởi sanh lên, mình quan sát cái tâm khó chịu để mình hiểu, mới nó biết thôi. Biết cái thứ nhất là sao, tâm nó suy nghĩ về cái gì đó, do đó cái tâm này mới khó chịu. Rồi cái thứ hai nữa, mình hiểu rằng không có ai đau hết trơn, nó chỉ có cái cảm giác và cái tâm nó giải thích về cái cảm giác. Để suy lấy một ví dụ, cái ví dụ này nó không có dính vô lắm, nhưng mà mình lấy mình dễ hiểu. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy một người nào đi vô trong cái neighborhood của quý vị, trong cái xóm của quý vị, quý vị nói cái thằng này nó vô để nó lấy đồ, tại vì thấy nó không có giàu có, nó đi chiếc xe truck cũ mè, nó có bộ cái mặt mày nó không có được thông minh sáng lạ, nó có bộ giống như là dân này kia kia nọ. Vì mình suy nghĩ như vậy, do đó mình mới nghĩ rằng là cái người này vô đây để ăn cắp trộm, phải vậy không? Như vậy là bây giờ ngay cái chỗ này mình thấy cái gì của mình, tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ, cái người đó tới, người đó tới thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng người này họ vô đây họ ăn cắp, vì mình nghĩ vậy mình đổ sân với người này, mình khó chịu với người này. Vậy thì là gì đây? Tất cả những xảy ra, những cái gì mà xảy ra đều là những diễn trình của thân và tâm, nhưng mình chen vô đó, mình nói rằng ô đau quá, ô đau quá, còn đằng này quan sát trực tiếp tâm khó chịu để mình thấy khó chịu, chỉ là khó chịu mà thôi, tại vì tâm mình phản ứng, mình nói tôi đau, đem tôi ta vào đó. Và cái sự quan sát nào nó cũng đòi phải mình một thời gian lâu, mình mới bắt đầu mình mới hiểu này. Cũng giống như là quý vị đâu có phải thấy một người mà lái xe một chiếc xe mà cũ kỹ, hay là ăn mặc có vẻ dơ dáy mà đi vô trong cái xóm của quý vị nói người ta ăn cắp liền đâu, quý vị phải để ý cái đã. Thì quý vị đặt câu hỏi này, cái ông nhận quan chi sao mình thấy thằng cha này ở trong xóm của mình vân 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 đó, thì tâm tâm nghi ngờ nó nổi lên, nên nghi ngờ nó lên rồi bây giờ mình chụp mũ cho người ta ăn cắp rồi. Mà thật ra đến khi mình khám phá ra, mình hiểu ra rằng người này Thái, họ đi vô họ kiếm cái người bà con nào đó của họ. Sao luôn anh? Dạ thì để con thực tập thêm chứ con nghe sư hỏi, con nghe sư giải thích thì con biết là sư cố gắng giải thích cho con, nhưng mà cái hiểu của con cũng còn mơ hồ. Dạ À, thì đơn giản thì thôi. con nghĩ là con phải tập thôi. Dạ À, bây giờ mình có cái đau này. Khi mình đau nó khởi lên để quan sát tâm khó chịu, nhưng mà cái bản chất của mình là bản chất phiền não đó. Trời ơi có chuyện mà để vậy nó cãi chứ sao, hễ mà cái thằng này mà nó mạnh, tức là cái thằng thứ hai mà nó mạnh, là tự nhiên nó trở chừng thằng thứ nhất nó khó Dạ chịu đúng rồi gì. đó. Dạ đúng À, còn ngược lại khi mình có trí tuệ, mình hiểu rằng tại mình phản ứng không sao cả, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Còn mà nếu mà đau quá từ từ mình trở chứng, bữa nào mình tập nữa nha. rồi. Họ đâu có kêu mình ngồi đó để mình đổ xăng với cái đau của mình bực bội à. Mà tâm quan sát tâm khó chịu, nếu khó chịu quá mạnh quá bạn chịu trở chứng cho tôi đó, cái phần quan sát có cái phần hướng dẫn ta nói vậy mà. Tại sao mà trở chứng cho tôi là tại vì tôi chưa có trí tuệ, do đó tôi không hiểu. Cái này chỉ là mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm mình thôi. Trời ơi, trời, quý vị thấy phương pháp ở đâu có phải là nói cái tập được liền đâu, làm được liền đâu. Nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời gian tu tập. Bây giờ quý vị không? Nó tới, nó lui, nó tới, nó lui, nhắc hoài, mà mình cũng quên.
Tại vì sao? Tại mình chưa có hiểu. Ví dụ sư nói, với trường sư nói rằng khi mà tôi đi bát, tôi duy trì chánh niệm rất là miên mật trong cái nhìn, trong cái thấy. Vậy mà khi mà tôi thấy con chuột cống nó nằm đó là tự nhiên tôi nó gớm. Chẳng là tại vì sư chưa thấy đối tượng chỉ là đối tượng. Mà trong này cái tục đế nó chen vô, con chuột cống gớm quá. Đúng rồi, thì tự nhiên tâm nó nổi bực. Nó đơn giản là sư có chánh niệm đó nhưng mà sư không có trí tuệ, vì không có trí tuệ do đó bắt đầu với tâm phiền não nó chen vô để giải thích, nói cái này nói kia thì tự nhiên khó chịu, nó sẽ khởi sanh. Và nếu như mà mình giỏi nữa mình sẽ thấy rằng ô thì cái này là tương quan nhân quả giữa thân và tâm thôi, nó nói vậy thôi, nói cái kể nói mình để ý cái tâm nó nói, tâm nói của mình cũng cũng là mình cũng là cũng với tốt rồi, là giỏi rồi đấy. Mà thường thường không mình có đâu, khi mà nó gớm cái làm tự nhiên mình bực bội vậy ha. Dạ. Đó. Đây là cái thói quen rất là, nó đã tiềm ẩn rất là lâu rồi, bây giờ gỡ nó ra rất là cực. Mình phải tu tập rất nhiều để mình hiểu, khi mình hiểu rồi đó thì mình sẽ làm khác người ta. Mình nhìn con chuột thì mình thấy cũng giống như một cái người con cái đẹp giống nhau hết, tại lúc đó mình có tâm từ tâm bi, chỉ là chúng sanh mà thôi, chỉ là đối tượng thôi, không có ai trong này hết, không có người nào đẹp, người nào xấu, con chuột nào gớm ghiếc thì không có. Mình tới được cái giai đoạn đó đâu, mình nhìn mình còn sợ mà. Dạ, con hiểu rồi. Con cái này là con thiếu cái phần thực tập đó. Thực tập của con nó cũng còn chưa có sâu dày đó sư. Quý vị biết sao không, sư nói chuyện thực tập này mà sư nghe sư cá nhân sư cũng sốc. Cái cô đó có qua bên này có tập tập được 10 ngày nửa tháng vậy đó, bây giờ cô đi về cô nói với thiền sư, cô nói rằng sau khi mình cho trình pháp 1 tiếng rồi cô lên cô nói bây giờ con sắp sửa đi về này. Sư có một cái câu nói gì đặc biệt sư cho con không? Thiền sư nói rằng một cái câu, tất cả những gì tôi nói trong 1 tiếng đồng hồ vừa rồi cho quý vị trình pháp là tôi đã nói toàn chuyện đặc biệt không, mà nếu bây giờ con muốn một bước đặc biệt thì tôi bị nhắc lại những gì tôi đã nói là nhớ này, đem cái sự thực tập về nhà và tu tập nhiều trong cái đời sống hàng ngày, chứ đừng có lên trên thiện đường mà thôi, bạn chỉ tu trong cái giờ giấc đó thôi, còn ngoài cái giờ giấc các bạn không tu, do đó cái tâm của bạn nó không chánh niệm, và tâm nó không chánh niệm thì nó không biết cái gì xảy ra, khi nó biết xảy ra thì nó không hiểu được cái gì, cho nó tới tới có đủ chuyện phản ứng, đủ chuyện phản ứng đơn giản vậy thôi. Thì anh chị em thấy không, tu tập trong cái đời sống hàng ngày ấy, chánh niệm cho liên tục trong đời sống hàng ngày, cầu có cái chuyện dễ, chút là mất liền đó. Mình ngồi 1 giờ thiền đó, mình thấy mình ngồi rất là yên, mình không có tương tác với bên ngoài mà tâm mình cũng đẩy lúng tung, mà bây giờ đi vô trong siêu thị mà kia phải duy trì chánh niệm tới quá thì sao, cái người đó phải tu tập nhiều lắm để cho cái chơi. Mà ông Thiều Sương nói tại sao mà tôi duy trì được chánh niệm trong khi mà tôi ở ngoài chợ, là tại vì tôi khổ quá về cái sự suy nghĩ bất khi tâm tôi suy nghĩ, giống như hồi nãy mình nói cái cuộc kia của suy nghĩ chưa chưa tới già mà có nghĩ, nếu mình về già mà mình điếc điếc là đã thấy rồi, rồi bây giờ nó sắp sửa nó mổ mắt rồi mình mù nữa, rồi mình sống như thế nào đây? Thì sư nói suy nghĩ này là tà tư duy này, vì khi mình suy nghĩ vậy tự nhiên tâm sợ hãi nó khởi sanh đó. Bây giờ mình quan sát để mình thấy này, bất cứ những cái suy nghĩ nào làm cho buồn phiền lo âu sợ hãi chấn tâm chấn động, tất cả những cái này đều tà tư duy hết, cho dù cái chuyện mình nghĩ là đúng, tại vì mình biết mà đó, cái sự thật này chứ đâu có phải mình suy nghĩ đâu. Cổ nói vậy này, tôi có biết thiệt này, rồi bây giờ nó đang mổ mắt nữa này, mổ mắt nữa là một khi mà nó mổ mắt ra rồi thì không biết nó mổ có chính xác không, bữa nào nó mổ con này lần thành lẫn què đuôi nữa, thì bây giờ thế là trong cuộc suy nghĩ, tại vì cuộc suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ nó biết một lỗ tai thì còn lỗ tai kia nữa, và bây giờ nó biết cả 2 cái thì mình vẫn còn những cái giác quan khác để mình sinh hoạt, đâu có phải những nào người nào biết là không sống được đâu. Mình không thấy cái chuyện đó, mình cứ sợ, mình suy nghĩ rồi mình sợ hãi, vì vậy nhắc tới nhắc lưu hoài quý vị quan sát để quý vị thấy rằng tại vì mình suy nghĩ do đó mới bé xé ra to, còn bây giờ duy trì chánh niệm đi biết nó thôi đấy. Thì cái bài sắp tới là sư sẽ đọc, sư nói về cái đó là quý vị. Đó, bây giờ hai cái câu một cái câu hỏi của anh và một cái câu hỏi của một vị hành giả
Vừa rồi sư biết tên gì ra hỏi trong khu vực vừa rồi thực sự đã đọc rồi đó. Cô nói rằng là khi mình làm cái việc gì mình chỉ chú tâm hơn, mình không mở tâm ra, thì thực sư nói nhắc nhở mình lúc bây giờ mình có thể khi mình nhận ra được thì mình đặt câu hỏi ngoài cái này ra nó có biết gì nữa không, hoặc giả tâm đang biết cái gì, hoặc mình có thấy mình đang chánh niệm hay không, thấy cái chánh niệm của mình được cái gì. Được không? Tức là hễ mà tập hoàn như vậy thì tự nhiên nó có thói quen, và ông nói cái chánh niệm mình là bây giờ là chánh niệm rất là tự nhiên. Ông nói như thế này đó quý vị, có một lần ông nói quý vị nói bây giờ tôi bây giờ mình quý vị bắt đầu thích đi đi thiền hành nha, quý vị đứng cho thẳng rồi quý vị đi tới, hoặc giả là quý vị đi theo một dòng như vậy, bắt đầu đi bộ đi thiền hành, bây giờ tôi tập đi thiền hành, chẳng là không đừng có làm như vậy. Họ đi thiền hành mình đi theo họ, hoặc giả là bắt đầu giờ này là giờ đi thiền trong giờ ngủ nữa thì mình sẽ đi cho bình thường, và mình đặt câu hỏi tâm mình biết cái gì trong tim mình. Một đằng là bạn nói tôi sắp sửa tôi hành thiền hành đi thiền hành này thì tôi chú ý trong cái chân, còn cái đó không chỉ biết là hiện tại bây giờ tâm mình biết cái gì là tự nhiên, có đi thiền hành nó không đi thiền hành hay là đi tới đi lui chỗ nào hay là ngồi chỗ nào tâm mình cũng biết rồi. Hai cái sự thực tập nó hoàn toàn khác nhau. Đây là những cái câu hỏi, cái câu hỏi nhất mấy năm này thôi cái gì. Rồi trước đó cũng nói cái này. Khi nói cái gì thì nó sẽ sốc. Mình ngồi xuống, mình áp đặt, mình nói bây giờ tôi ngồi thiền này. Nếu duy trì chánh niệm nghe, không sẽ. Không, còn nó không, không cần. Cứ ngồi xuống đi. Bây giờ hãy biết cái gì. Đôi khi có trong con xe mà tiếng động. Bạn quan sát tiếng động, bạn hay biết về tiếng động, hoặc bạn không biết mà bạn sẽ về hơi thở, cũng là đối tượng hết, cũng là quan sát hết, cũng là chánh niệm hết, thì tại sao mà phân biệt? Thưa sư, chị Thủy có câu hỏi gì sư? Dạ, con chào sư, con là Thủy ở Việt Nam á, Hỏi con sắp có sửa câu hỏi dạ. quý vị gì đây ta, không có gì đây cái mic ở đâu có Thủy đâu sư không thấy. Dạ, con À, thôi được rồi cho hỏi đi. dạ, con đây sư, sư cho con hỏi là con muốn hỏi xoáy vô cái chỗ mà tâm tâm cái thái độ tâm khó khó chịu đó, mà khi con để ý con thấy như thế này nè, khi mà mình lúc đầu á thì cái tâm suy nghĩ nó đến nhanh lắm, mình chưa có bắt kịp, thì khi mà cái trạng thái tâm nó khó chịu thì con hay để ý vào cái cảm thọ đó, cái ở nơi cái thân đó, thì con thấy sau đó thì con cái tâm nó cứ niệm thầm trong nó khó chịu khó chịu khó chịu, nhưng mà theo con nghĩ là nó không có tâm, nó không hiểu, nó không có cảm nhận được, mà nó chỉ có bị nó giống như là trên bề mặt nó chỉ có niệm niệm giống như suy nghĩ vậy thôi, nó chỉ nói là khó chịu khó chịu, bực bực quá, khó chịu này nọ thôi, rồi một lát hồi bắt đầu mới cái tâm suy nghĩ nó mới nghĩ về cái nó mới phóng đại vấn đề lên, nó nói là không biết đau này như thế nào này nọ, thì mình lại là bị, nếu mà cái chánh niệm mình nó yếu, nếu mà mình không có mà cái sức mạnh của nó kéo mình đi, thì lúc đó là mình mới nhớ, ví dụ như một con bị một qua qua một đổi rồi con mới nhắc nhớ lại, con nói cái này là suy nghĩ thôi chứ không phải là giống như là con nhớ lại cái lời dạy của sư đó, nó nhắc nhở lại đó, đấy. Thì nó mới mới nó mới bớt lại, nó dừng lại, nó không bị lôi cuốn theo, thì con muốn hỏi sư cái chỗ đó đó, nhấn chỗ đó, tại vì khi mà mình cái tâm mình nó hay nói lắm, thì là do phải phải là như vậy là suy nghĩ không à, nó chỉ là Bây trên bề mặt thôi. giờ nè, bây giờ mấy 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 ông mấy ông Dạ. chim có một cái mùi nó thúi lên tâm mình dễ chịu khó chịu đây, nó Dạ khó thấy chịu. thấy tâm mình nó nói thúi quá à, tâm khó chịu rồi đâu có cần Dạ. chịu, ở là ở đầu của lại chỗ nào. Vì vậy ông nói cái tâm khó chịu này đối với một hành giả mới tập khó thấy này, nhưng họ quên rằng là trong cái đời sống hàng ngày có rất nhiều chuyện dễ chịu và khó chịu mà mình không có để ý. Vì vậy khi mà đau phát sinh lên thì mình chỉ nhắc mình thế mà đau như thế này, tâm suy nghĩ thế này là khó chịu, là tại vì mình chưa có thấy rõ cái khó chịu một cách rõ ràng. Bây giờ ra cô Thủy để ý coi, bây giờ mình đi về nhà đó, mình kêu thằng con mình đó, má đi chợ nghe, đi ở nhà chút đó, nó ở nhà nó đã không làm mà nó còn bày biện ra nhiều cái nữa, mình về nó thành phải khó chịu không. Dạ. Rồi, khi mà khó chịu nói nó rồi cứ vậy, thì khi mà mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ như vậy là mình mới đoán là mình biết là tâm mình đang khó chịu. Còn một cái người mà khi mà quan sát lại do một cái thằng thằng nhỏ nó đang phá cái gì đó là tự nhiên năm này nó tự nhiên nó bức xúc liền,
nhận ra liền tức thì. Vì vậy người ta mới nói với mình á, là hễ mà thấy tâm cái suy nghĩ cái gì mà tâm suy nghĩ mà cái mình là đối kháng thì mình hiểu rằng là tâm mình đang chịu, tại vì mình chưa có thấy rõ thôi, Chưa thấy rõ đúng không? Chưa thấy chưa có rõ. chịu, mình chỉ đoán thôi, đoán qua cái sự suy nghĩ của mình đó. Nhưng Dạ mà đúng rồi. khi mình thấy, khi mình đoán, mình thấy tâm mình đang suy nghĩ, biểu ở nhà làm mà không làm thì mình hiểu rằng là tâm mình đang khó chịu, được thấy dễ chịu khi mình nói câu đó được. Rồi từ từ mình mới không cần nghĩ nữa, mình cũng thấy tâm khó chịu, nó khởi lên liền. Từ từ lúc đầu là mình phải đoán bằng cách mình nhìn cái tâm suy nghĩ của mình nè, đi mà dặn nó ở nhà nữa, mà nó làm mà nó không làm, giờ còn quậy nó lên nữa, còn phá lên nữa, thì mình đoán rằng khi mình nói như vậy thì cái tâm mình đang khó chịu. Còn lần tới mà khi một cô Thủy nó giỏi rồi thì cô Thủy chỉ cần nhìn thằng nhỏ, thấy tâm mình nó bức xúc liền, không cần phải suy nghĩ gì nữa, không biết, không cần phải đoán nữa, à mình thấy thằng nhỏ do đó mình suy nghĩ như vậy, mình suy nghĩ như vậy tức là tâm mình đang khó chịu. Trong trong cái cuộc sống hàng ngày đó, ví dụ tâm khó chịu dễ chịu nhiều lắm, thì mình bây giờ ra mình ở trong 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 bữa ăn mình ngồi mình với nhau đó, tự nhiên mình nói một câu cái tự nhiên ông chồng mình cũng sặc sọc vô đó, mà nói như vậy là tào lao, là mình bức rồi, mình cảm thấy khó chịu. Đâu có phải là lâu lâu mới xảy ra đâu quý vị, xảy ra hoài. Vì vậy ông chồng xuống hết, để ý đi bạn, để ý tâm bạn đi, khi mà bạn tiếp xúc với những người trong gia đình bạn thấy dễ chịu khó chịu, dễ chịu khó chịu, khi bạn quen nó với bạn là khi mà nó khởi lên bạn thấy liền tức thì. Dạ thưa sư, cho con hỏi cho em vô một câu được không ạ? Con Lan Anh đi. Dạ thưa sư, con thực tập được cái việc là con nhìn thấy được cái tâm khó chịu. Tức là Là khi tốt con ngồi con đau là con nhìn thấy được ngay là lúc đó con đang khó chịu. Hoặc là con đi ở đâu về mà con thấy cái sinh của con nó đầy nhấp chén dĩa dơ ở nhà bỏ vô đó mà bỏ không theo đúng thứ tự, cái nhỏ ở dưới cái lớn ở trên, là cái tâm con khó chịu là con nhìn ra được ngay cái tâm khó chịu đó. Cái việc nhìn ra tâm khó chịu thì con nhìn được rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình học được cái gì ở trong cái tâm khó chịu đó, xử lý như thế nào với cái tâm khó chịu đó thì con chưa biết ạ. À, bây giờ mình nói trở lại cái trồng chén. À, trồng chén khi mình về mình thấy cái trồng chén nó sắp, không biết ai đó rửa xong rồi sắp không theo đúng ý mình, thì lấy ví dụ thôi, sư cũng biết cái trồng chén này như thế nào, nhưng mà sư lấy ví dụ chẳng hạn như cô người nào ở nhà rửa chén, mà rửa chén rồi thì bị chén có sắp như thế nào, chứ đừng có để vậy, để vậy để cái nhỏ đi dưới cái tớm đi đây này nó bể vân 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 vân. Thì khi mà mình thấy như vậy là mình thấy tâm khó chịu này, cái tâm khó chịu này nó đến từ đâu, đến từ một cái sự kiện tâm mình đã giải thích phải như vậy phải như kia, thì trong này nó có cái bản ngã đâu em, nó làm cái này không theo ý mình đó, thì tự nhiên mình hiểu, mình dòng hoài thì mình hiểu. Thì bây giờ đó nếu mà mình thấy rằng là nó khó chịu, mình biết rằng cái này là trong này có bản ngã, thì bây giờ thôi kệ nó sắp vậy thì mình lấy lại, ra lại mình sắp lại thôi, có sao đâu, tâm nó dịu xuống về tự nhiên mình suy nghĩ đúng rồi. Tôi nói từ trước giờ đó, rửa chén xong để mới sắp như vậy suốt khi cái nọ đang có tôi trong đó. Bây giờ mới để đó, mới đi 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 chợ về, bây giờ nó ở nhà nó rửa rửa, bây giờ sắp tầm bậy tầm bạ để bể chén ra, cái này mà sắp mình nói theo ý của mình mà thôi, chứ cũng đã bể đâu, bể xe ra to phiền não mà. Toàn sắp được tâm khó chịu, tâm khó chịu dung xuống rồi thì mình thấy ô thế bây giờ nó làm gì thì mình sắp lại thôi, có sao đâu, nó có gì đâu không sợ. Vậy nếu mà cứ như vậy hoài thì con cứ phải là đi làm đi hầu cho mấy người đó hoài hả sư? Tức Cô là đừng, ý con tại vì cái ý này này do đó cô mới nổi sân nè, dạ đâu mình đâu có hầu ai đâu, mình làm công chuyện nhà của mình mà, mình cái chồng chén nó sắp đặt bây giờ mình sắp trở lại rồi, có thể nữa thì mình nhắc con của mình bữa sau con nhớ nè, mai sắp vậy con nhớ sắp theo. Ít những khi mà cái tâm mình nó yên xuống rồi đó, tự nhiên có trí tuệ nó chỉ cho mình nói, à chỉ mình làm, mình không còn nói với tâm sân với tâm phản ứng nữa. Dạ đúng á, cái đó đúng, đúng. Sao Dạ, bây giờ con hiểu rồi sư, con hiểu cái này đúng rồi. vậy, thành ra mình tu để mình làm thứ nhất, để mình để cho cái tâm khó chịu nó dịu xuống, khi tâm khó chịu nó dịu xuống rồi thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ chỉ cho mình, đây là sư nói, là sư nói trước cho quý vị nghe vậy thôi, rồi quý vị không có thấy tâm khó chịu mà quý vị đem cái lời của sư ra là quý vị suy nghĩ để cho tâm quý vị dịu xuống,
thì cái này là phải, phải hiểu không? Thì Yeah. cái quan sát nó có chịu không, có chịu giữ xuống rồi đó, lúc bây giờ là mình muốn tự nhiên tâm nó suy nghĩ đúng rồi. Ví dụ như chẳng hạn mới tức thì này xảy ra này. Cái cô kia đó, sư dặn cô, sư nói cô là cô tu nữ, cái giấc 10 giờ là cô hằng ngồi thiền xong cô chạy qua bên bên phòng của sư, cái chỗ sư đang ngồi đó. Để cô kêu sư, cô nói cái chuyện này chuyện kia mà sư có dặn rồi, sư nói đừng có qua cái giờ đó, mà cô qua cái giờ đó đó muốn 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 mà gặp sư thì 15 phút trước cái giờ ăn buổi trưa, 15 phút trước cái giờ mà ăn điểm tâm thì sư thực ra đâu sư đứng sư chờ thì sư qua rồi cũng đi luôn. Thì cô tới đó cô nói bị mình ăn chung phòng với nhau mà, tự nhiên thấy bà tới bà đóng cửa trọng sư ơi, ông sư ở một phòng trên sư dưỡng ấy. Có người kiếp sư này mình mới mới đi bộ về mình nóng mình ở trần chạy ra lọt thấy bà cô nữ đứng đó trời nó bực bội khó chịu, tâm khó chịu liền, tâm khó chịu tâm chịu xuống rồi con sắp tâm khó chịu. Khi mà tâm có chịu dịu xuống rồi nó thôi đi vô về đây tắm rửa cho đàng hoàng tử tế rồi mặc im. Cô nói như mình đó, bây giờ mở mở hé cánh cửa qua thử bây giờ cô đi đâu, thì thấy cô qua bên thiền đường thì mình mặc thấy y đàng hoàng tử tế rồi qua mình hỏi cô cần cái gì thế nha. Mà nếu mà không có để ý là nó mở cửa ra cô kiếm lại tôi đã dặn cái cô sao bây giờ này bà liền cái thuyền thấy bà rồi mình nhắc cái, nói cái anh kia mấy nói chút xíu tôi gặp nói vậy thôi. Vô trong này mình quan sát tâm khó chịu của mình xuống, thì như khi mà khó chịu xuống rồi thôi bây giờ đi tắm đi, mình tắm chừng 5-10 phút của mình rồi mình đi qua bên mình thiền đường mình qua chỗ bà cô còn ngồi bên đó không biết vì đã thấy nhiều lần rồi là cái cô này đó cô có rảnh cái giờ giấc mình ngồi từ 10 giờ mình tới giờ cơm là 11 giờ là giờ đó là thường thường là cô rảnh giờ đó cô đi kiếm người này người kia và trong đó cô đi kiếm có sư nữa thì sư nói cái giờ đó không có tùng điện cho sư. Sư mới đi bộ về đôi khi sư phải đi tắm mình sư ở trần rồi vậy đó cô đi tới thì sư phải thò đầu ra phải quay mình ông sư mà gặp cái cô tu nữ mà mình ở trần quay sao cho được đó. Nhưng mà phải thắc quyết người ta cần công chuyện mà cũng giống như quý vị thấy không sư nói quý vị trước khi hỏi quý vị nhắc quý vị nói rằng là đó, quý vị là ai giới thiệu quý vị đôi khi thân quá quý vị đợi ông sư nói vậy đi tôi hỏi rồi làm tới đó là gốc ra liền tức thì mình không quên nói là dạ thưa sư con là ai vân vân ví dụ như vậy đó. Rồi cái tâm háo hức thì lắm cho cái chơi Dạ, thưa sư là con thì cũng lúc đầu thì đương nhiên cái trạng thái tâm mà nó khó chịu á, đương nhiên là nó nổi bật lắm, nó nổi trội lắm, là mình biết liền, mình cảm nhận liền. Nhưng mà ý con nói là trong cái quá trình mà con quan sát đó, con để ý đó, thì con thấy nó tăng 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 lên, là con nghĩ là lúc đó cái tâm mình nó suy nghĩ nó nói giờ khó chịu để nó đè cái cảm giác mà cái khó chịu bực bội đó. Khi mình thấy cái cảnh tượng đó thì nó cứ nói vậy, mà thật sự bên trong là cái tâm nó không có hiểu. Nếu mà nó hiểu á, thì giống như thì nó sẽ dịu xuống rồi, thì cái cảm xúc nó sẽ dịu xuống, và lúc đó mình đừng sẽ có biết bao cách giờ rồi mình. đừng có bao giờ muốn cô Thủy này chỗ này xin nhắc lại này. Đừng có bao giờ mình khi mình quan sát là cái cảm xúc mình phải dịu không, mình quan sát để mình hiểu thôi, quan sát để mình biết và mình hiểu mà thôi. Cái mục đích khi bạn tu tập bạn quan sát bất cứ một cái gì quan sát cái thiền não của bạn không, cái mục đích của bạn là không muốn cho cái tâm thiền não nó dịu xuống, nếu làm như vậy thì mình tập trung từ đi nãy nói đó. Bây giờ bạn muốn cái gì? Bạn muốn tâm bạn dịu xuống hả? Tập tâm từ cho tôi đi. Nhắc nhở mình thôi thôi cái chuyện này do nghiệp của mình vì vậy nên mình phải dĩ cái nọ. Còn bạn muốn biết muốn hiểu thì bạn sẽ quan sát và trong khi bạn quan sát thì tâm bạn nó đâu có dịu. Tâm bạn nó không có dịu, biết như vậy. Không dịu là tại vì sao? Tại vì tâm suy nghĩ như vậy, tâm suy nghĩ như kia, tại vì tâm chấp tôi ta thì mình hiểu từ từ ra chứ. Con Còn sao? không hiểu chỗ này lắm, sư có thể là nói rõ cho con. Tại vì nếu mà mình quan sát với cái kèm với cái sau đó là cái suy nghĩ đúng đắn, thì đương nhiên là đâu còn nó bức xúc, con nó đâu còn mà Ý là nó khó chịu bực cô bội đâu. quan sát khó chịu Con không hiểu chỗ cô này. ra rằng cái tâm khó chịu là một cái cấp độ này có nhiều người không à, mà bây giờ mình nếu mà mình tập để mình nhận ra rằng cái tâm mình nó đang khó chịu này bởi vì cái suy nghĩ nó lóe lên cái tâm mình khó chịu này lúc đó bây giờ mình bỏ cái sự suy nghĩ để mình trở lại mình quan sát cái cảm xúc này khi cái cảm xúc này nó dịu xuống rồi thì tự nhiên cái tư duy chân chánh nó tới à mình làm đó làm chí dẫn chí ví dụ như trường hợp của sư khi sư quan sát rồi đấy đừng có dẫn cái cuộc tu nữ đó cô đang gấp quá mà cô cần cô nghĩ là mình cô không tới nói với mình là chắc là cô sẽ trễ tàu là cái gì đó đó cô hối hả cô chạy qua mặc dù mình đã dặn cô rồi bây giờ con sẽ tâm khó chịu tôi chịu xuống rồi thì bây giờ đừng cứ phải đi vô tắm đi
rồi thì mình đi qua bên trên đường kiếm cái thứ bay mà nó muốn học gì thì chưa tới giờ cơm mà bạn quan sát tâm khó chịu, khi tâm khó chịu nó dịu rồi bạn mới biết cái gì cần làm và nên làm. Còn cái tâm mà mình chấn động, ví dụ chẳng hạn mình nghe một cái mùi á, mình thấy cái mùi nó rất rất là thúi này, tự nhiên mình trong đời mình nói liền vậy, ví dụ như vậy. Nhưng mà thầy Dương nói khi mà bạn quan sát, bạn thấy rằng cái mùi đó làm cho bạn tâm khó chịu, khi mà cái sự khó chịu xuống rồi thì bạn thấy có cái mùi này, cái mùi thối, đi mình đi qua bên Miến Điện thì nó vậy, mình ở bên Mỹ thì cũng cái mùi này gì, tại vì nó sạch sẽ, còn qua đây ta ăn uống ta dơ giấy ta xả rác thì mùi nó phải thối thối, hoặc chả là cái con mương người ta không có đào bới, người ta không có rửa, người ta không có dọn dẹp thì ta cứ xả rác thì nó không phải hôi thối thôi. Nghĩa là những cái tư duy này nó đến sau khi mình đã quan sát tâm khó chịu, chứ không phải trước khi. Sao? Quý vị khi gặp một cái câu chuyện gì mà làm cho tâm quý vị nó bức xúc, nó càng lớn thì bây giờ tâm của bạn rất là khó chịu, đừng có để ý tới cái sự suy nghĩ nữa mà để ý tới tâm khó chịu. Khi mà khó chịu nó dịu xuống đó, nó sẽ cho mình cái lời cái câu giải đáp là phải làm cái gì để mà giải quyết cái tình trạng đó, chứ không phải ngồi đó mà la mà hét là đúng tay đúng chứ đấy. Và khi mà mình cứ là quan sát tâm khó chịu rồi đó thì chỉ cần nó lú ra cái việc biết ồ cái tâm này khó chịu là tại vì mình suy nghĩ như vậy nó mới khó chịu, và thường thường suy nghĩ là ta cái gì tập tôi tập ta trong đó, do đó mới khó chịu, nó phiền não nó cứ lên. Cô Thủy nghe tôi nói xong cô nghe kịp không? Dạ, con cũng hiểu 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 mà mày cũng hiểu hiểu chút chút rồi. Dạ, Tập đi từ có không nghĩa là hiểu cái mục đích của mình là không. Dạ, sao sư, dạ sư nói tiếp ạ. không cứ mục đích sao nói sao nói đi. Dạ, mục đích của mình là con phải nhắm tới cái chỗ mà nãy sư nói là như con lóe lên cái, không phải mình nhắm chỗ là khi mình quan sát tâm khó chịu, mà để mục đích của mình là để làm cho tâm nó dịu xuống, tâm cái cảm xúc nó nói như nó vậy là mình chuyển, mình tu thiền định đi, giống như nãy sư nói vậy, Không tự nhiên không con lóe lóe là khi con mà nghĩ vậy, cô không quan phải sát mục đích tâm của khó mình chịu hướng tới cái đây đó. này, cái chỗ này là cô tập hiểu tập này này, dạ khi cô quan sát tâm khó dạ dạ chịu nó dịu xuống rồi đó thì bây giờ mình để yên thì nó suy nghĩ lại cái chuyện vừa rồi xảy ra, lúc bây giờ tự nhiên tâm mình đã nhắc nhở mình, tại vì tâm dễ chịu rồi, tâm nó dịu xuống dạ rồi đúng, thì nó mình cái giải đáp nó rất là gì đây, nhưng mà là có trí tuệ trong đó. Ví dụ chẳng hạn cô đi về cô thấy thằng nhỏ con của cô nó bày ra, thay vì nó dọn dẹp thì cô chỉ tự nhiên cô đùng đùng lên, khi mình đùng lên vậy thì tâm mình nó rất là khó chịu, với nhau không khó chịu mình mở miệng mình la mình hét dạ lên, đúng. còn bây giờ thay vì mình la mình hét mình quan sát tâm khó chịu, vì cái thói quen của mình mà quan sát tâm khó chịu xuống rồi để yên đó, để tâm nó làm gì làm đi vô đi, tâm quan sát tâm khó chịu rồi sẽ ra tại sao nãy giờ kêu mà con làm, thôi giờ con làm đi, chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như vậy thôi, sư không biết Thì lúc đó bởi nó vì tự tự động, khi nào nó dịu nó xuống tự nhiên mình quan phải sát giữ vậy. cái tâm mình, khi mà mình quan sát nó thì bắt buộc nó phải cường độ mình mới thấy rằng vừa nãy khi mình bước vô cái tâm mình đang khó chịu vậy mà mình la mình hét á, là đôi khi có thể nó nổi với mình nữa, nó sẽ không làm đâu, nhưng mà bây giờ bỏ nó đi, đi vô chút xíu quan sát tâm khó chịu rồi bây giờ quay ra trở lại nói với nó Dạ, con hiểu. thì Dạ, để con nó mới mà nó mình nó nói hợp tình hợp lý. Còn khi mà đang bùng 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 vậy mình mở miệng mình nói mình làm cái gì, trời ơi kinh hoàng lắm, đó là cái chuyện của thế gian đó, khi quý vị dạ tự đúng. nhiên mình tức ai sao suy nghĩ nói suy nghĩ nói suy nghĩ nói suy nghĩ nói, nó không có một cái gì chính giữa cho nó chặn cái chân, bây giờ mình suy nghĩ mình biết suy nghĩ chánh niệm suy nghĩ tâm khó chịu tâm khó chịu, mình thấy cái mối tương quan nhân quả, tại suy nghĩ như vậy tâm khó chịu, vì quan sát biết tâm suy nghĩ biết trạng thái tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu thì tự nhiên tâm mới dịu xuống, tâm mới dịu xuống, đó là cái buffer, là cái đồ mà chặn chính giữa, còn bên kia là đúng chát đúng chát đúng chát, bây giờ cái sự tu tập chen ở giữa có cái đồ mà chêm chính giữa, do đó hai cái nó không có đụng nhau mình. Dạ, cái trường hợp này con cũng bị đụng với con gái hoài. Dạ, quan sát không chị ạ. Dạ, khi mà nó mình quan sát nó thì giống như sư sư dạy vậy đó, thì bắt đầu là tự tự động là nó cái nó khi mà nó bình cái tâm mình nó hạ bớt hết hết bức đứt hết khó chịu đó, thì mình sẽ biết cách mình nói chuyện với con gái mình. Dạ, con Đó. cũng cũng bị xảy ra hoài à. Dạ. Vậy thành ra bây giờ khi mình xảy ra mình không rút được bài học này,
Vâng. Cô tới cô đùng 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 là cô la đó liền. Còn cô gì cô thấy À, này, mình quan em sát thấy được, mình bớt bớt rồi. Thế bây giờ mình nói ra, nó vừa nghe mình làm mà vừa được công chuyện mình mà được công chuyện của nó nữa. Thấy không? dạ đúng Đó thì đây gọi là mình rút rút cái bài học ở trong cái sự tu tập thôi, chứ làm sao đây, ai mà nói cho mình, người ta chỉ dạy cái nguyên tắc thôi, tâm khó chịu cái tâm khó chịu, khi tâm khó chịu dịu xuống rồi lúc bây giờ đó cái tư duy đúng nó sẽ ra cho mình, tư duy gì cũng cần biết, lúc bây giờ cái tư duy nó sẽ khác hơn là cái duy mà tâm sân đang có. Khi mà tâm sân nó có mặt ở nhà để dẫn nó làm rồi mà không chịu làm nó cũng bay nữa. Còn khi mình tâm mình nó dịu xuống rồi chỉ có lẽ lắm biết là ham chơi cho kệ nó, người ta nói từ từ đi. Đấy. Ví dụ như vậy thôi chứ sư không có, sư không biết là cái chi tiết này như thế nào, nhưng mà trạng thái cái hành động của mình khi mà tâm mình đang sân đang nóng nảy, và cái trạng cái hành động của mình, lời nói của mình khi mà tâm mình đã dịu rồi, hả, cái này nó phải hoàn toàn khác nhau à. khác nhau. Dạ đúng, À, dạ đúng, ở đấy dạ để con mình dạ tu càng tập. có chuyện thì tự nhiên khi mà quan sát tâm có chuyện thì nó biết mở miệng là đủ xong, dịu xuống đi, tâm có chuyện dịu xuống rồi, thì bây giờ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, Có vì đôi khi vậy mình lỡ trớn chút, dạ mình lỡ trớn chút cái trớn nó phiền não xin cái mình biết mình dừng lại và quan đó. sát, quay lại mình quan sát coi cái tâm Quan sát cái lại tâm mà cảm đi xúc. chiên xuống rồi là mới làm được công chuyện. Dạ mình mới nói chuyện với nó khác liền. Dạ đúng rồi, À, đúng, 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 mình mở miệng là nó sực mình lại liền. dạ đúng, lúc đầu nó sực phản ứng liền, phản ứng mạnh lắm. Dạ đúng Sao? Vì nó biết mình nổi sân mà, đâu có ngán dạ, nữa. nó thấy Thì thái nổi độ mình. yếu thế rồi. Còn nó làm sai mình rất là nhẹ nhàng với nó càng sợ nữa. Thấy không? Dạ nó thì nó khác liền à. Dạ đúng Cô có đúng, một con ông sẽ chồng. À, có một ông chồng ông đi với người khác, mình biết câu chuyện, nhưng mà thay vì mình làm đúng đúng, mình nói rất là, mình dịu xuống rồi mình tới mình nói nhẹ, bây giờ anh bữa đó anh đi như vậy, cái nào mình nói càng nhỏ nhẹ anh càng sợ vậy không. dạ có tác dụng dạ. Con cảm ơn sư, để con tiếp tục tu tập. Dạ À, có cái gì cứ biết hỏi, rồi từ từ mình nói, sư cũng vậy, cái má rồi quên, má rồi quên, quán thì sư nhắc đấy, sư mới nhớ cái này, không tác vô mặt mình đâu, đúng là mình mới nhớ đấy. Cái là cái lợi lạc của cái sự đi tu tập là mình ở gần thiền sư để mình nói tầm bảy để mình nhắc nhé. Tự nhiên ông nói sư cái bà mà sư sắp sư nói giờ thưa sư, tôi già từ năm nay tôi gần 80 tuổi, là 3 năm nữa là tôi 80 tuổi, và khi mà tôi có tới cái tuổi này thì tôi biết là chắc chắn tôi sẽ bệnh hoạn, tôi không biết tôi ung thư hồi nào, tôi không biết tôi tai biến hồi nào đó, nhưng mà tại sao trong tâm tôi nó có cái sự chấp nhận, thay vì trả lời tiếp với tôi xưa, tại vì sự hiểu có ai đâu đâu, mình có hiểu đâu, mình chưa có hiểu còn mới thích nữa. Ai đâu có ông Trí Dũng đâu, ông Trí Dũng già, ông Trí Dũng đâu, ông Trí Dũng biết thứ để lần tới sẽ đọc cái bài mình sẽ nói tâm sự về tâm sự, tự nhiên nói có ai đâu đâu, tự nhiên sốc à. Đúng rồi, tại sao mình không nhớ cái chuyện đó này, rồi phải gì nữa không, quý vị hết giờ rồi. con nhớ có mấy bài pháp lúc trước đó, sư có đưa ra cái thí dụ là có một cái tu nữ đó đó sắp sửa ngồi thiền, thì có một người Vậy tu nữ nhỏ được không, mình làm chạy vậy tới vậy hả, vuốt mặt nó của cô tiểu đó. lắm, trời ơi, biểu bỏ như bao ni lông rồi này kia tùm lum làm lố được không, Vuốt mặt ai của cô tu nữ đó 3 lần thì cô đó nổi sân lên và cô tu nữ đó định là sẽ tát vô mặt cái cô tu nữ nhỏ. Nhưng mà tới giờ ngồi thiền, thành ra cô phải ngồi thiền. Và sau 1 giờ ngồi thiền, tự nhiên cái tâm nó yên và cô không muốn làm gì nữa hết. Không, cũng không muốn lợi mà phân bua với cô tu nữ nhỏ đó nữa. Là sao hồi nãy cô vuốt mặt tôi 3 lần, thì mình thấy là khi mà cái tâm vỗ cái vai, vỗ vai chứ không phải vuốt mặt, của cái cô vỗ vai, dạ cô cần cái chuyện gì đâu biết, cô xong 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 cô chạy tới dạ bà đang ngồi lên vỗ vai nói, bà kia một xoay lại thấy đó con nhỏ này nữa tính cũng đứng dậy, tôi làm cho nó bật tăng, tôi dạ sẽ đúng. thôi tiền đây để tính đó. Còn khi cái tâm nó yên á, thì sau 1 giờ ngồi thiền thì cô lặng lẽ như thường, cô không có thấy cần phải nói nữa, chứ đừng có nói tới chuyện mà trả thù lợi, không cần nói gì hết và lặng lẽ bỏ đi. Thành ra con thấy cái sự tác dụng của cái chuyện mà
cái tâm mình nó yên á, thì cái thái độ của mình, cái cư xử của mình nó khác hẳn. Đấy, đúng như vậy, chắc chắn rồi, chắc chắn. Mà bây giờ đâu phải tâm nói cho nó yên đâu, thấy không? Dạ Nó đúng. giống lửa mà, thấy không? Bùng 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 quất liền tức thì chặn liền, mà kia mà chống tay mình la, mình la là thấy không? Bởi vì mình tại sao? Bởi vì mình ít đời, trong cái đời sống hàng ngày đó, mình ít tu tập lắm, mình quen cái thói mình lên trên đường mình ngồi ngồi cái giờ êm ả, xong rồi mình xuống mình nghĩ mình tu rồi, nhưng mà thật ra không phải đâu. Vì đó là chỉ mới một phần mà thôi, lâu lâu cái thiền đường nó cũng giúp cho mình, nhưng mà đời sống hàng ngày đó cái gì, tu trong cái đời sống hàng ngày mới là khó khăn. Bởi vì cái phương pháp này mình nhắc quý vị về nhớ nghe, đừng có bỏ lãng tập trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày là sao? Ăn uống nói năng suy nghĩ đi đứng, vô trong chợ, vô trong gì chùa, sinh hoạt với người này người kia, trong thiền đường mình nhớ, mình giữ cái tâm của mình. Mình làm nó có được, có khi được thì không. Có một cái chú kia đó, chú trình cái bài pháp, chú nói dạy cho sư con ở dưới thiền đường, con làm cái gì cũng biết, con cũng biết cái thần con chánh niệm, mà hễ mà con đi về phòng con thì giữa đường là con đã mất chánh niệm rồi, qua cái chuyện về phòng và đặng. Nó thì thật sự nhắc nhớ mình làm từ từ thôi, bây giờ mình mới tập mà mình chưa về phòng, mình chưa có chánh niệm được, mình tập trên đường mình biết rồi, thì bây giờ mình vào mình đi nửa đường mình nhớ, bây giờ mình ráng chánh niệm trong cái đường đi mình từ đây về phòng, mình vô tới phòng rồi ta. Nếu mà quên quên rồi thôi, trong phòng không nhớ, lần sau mình nói bên này mình biết rằng chánh niệm trong cái đường đi về phòng, bây giờ vô cái phòng mình ráng mình chánh niệm, mình ở trong phòng 15 20 phút thì 5 5 6 phút đầu ráng mình chánh niệm, rồi sau đó nó bắt cho kệ nó. Đó gọi là nhắc để mà tu từng giai đoạn một, để rồi một cuối cùng là từ thiền đường mình đi ra mình cũng biết chánh niệm, mình đi về phòng mình cũng biết chánh niệm, mình về tới phòng mình biết, cũng biết duy trì chánh niệm được. Thì nó đòi hỏi mình cái thời gian mình mới tu tập của mình phải là cái bằng cách những với mình thôi. Có một ông sư đó, ông qua đây ông tu tập thì ông nói với sư, ông nói là sở dĩ mà theo ý của con đó, mình đi về cái phòng của mình, cái chỗ trú xứ của mình là mình không chánh niệm, là bởi vì có rất là nhiều chuyện mình phải làm. Bây giờ đây cái nồi này chưa rửa, phải rửa này. Cái điện hồi nãy là chưa chưa bị hư này, mình phải kêu cái người nào thợ điện tới mình sửa cho mình. Cái là có quá nhiều chuyện. Thì đó mình mới chánh niệm chút là cái chuyện kia nãy tới suy nghĩ, hoặc giả là cái cha cái điện thoại này nãy giờ sạc rút ra cho nó đầy pin, vân 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 vân. So many things to do, số bí gì cho nó mình không chánh niệm, quá nhiều chuyện bận rộn, quá nhiều chuyện để làm trong khi mà mình ở trong cái chỗ của mình. Vì bận rộn thì nó ham nghĩ cái đó, nghĩ đó rồi chánh niệm với chừng cái nghĩ đó rồi cái nó đi mất tiền. Chứ chà, nãy quên kiểm tra điện thoại, nãy mình đi chợ biết có ai kêu không đó, thấy không? Chạy vô cầm điện thoại rồi, thay vì thấy có ai kêu trơn nhưng mà thấy trong chương thức nó có cái gì hay quá là mình quay là rồi mất tiêu rồi. Nên đó là sư nói sư là cái gì, về mở điện thoại ra qua chữ nãy giờ mình ngồi trên chặng đường rồi, mình dưới này có ai kêu không, mở ra rồi thấy có những cái thông tin gì rất là hay là tự nhiên mình nhảy vào đó rồi mình quên mất tiêu luôn. Thưa sư, anh có câu hỏi thưa sư. Vâng anh đã, vâng anh bên Úc khoảng nhanh lên nghe, trong bên này Dạ năm dạ không có dạ con giờ không con không có hỏi gì cụ thể, nhưng mà con có hai cái ý là vừa nãy đang nói về tâm sân đó sư. Thì cái đợt vừa rồi được sang với ngài thì ngài cũng có nói một câu rất là rõ ràng rằng là khi mà mình đã có tâm sân thì dù là cái nội dung mình có nói đúng tới bao nhiêu đi nữa là mình cũng đã sai rồi. Tức là ngài nói là có tâm sân là sai rồi. Bất kể là mình có nói đúng hay là mình ý mình à đúng là hay sai sư đấy. đó hết, sư đó là thiền Dạ. sư đó. Thiền sư nói là còn cái ý thứ hai nữa thì vừa nãy chị có ví dụ về cái việc là khi mà đang ngồi tu á, thì bị một cái cô tu nữ khác cô ấy vỗ vỗ vai đó, thì con có để ý rằng là khi mà mình ngồi ở thiền đường mình tu á, nếu mà mình ngồi mình định quá mạnh á, tức là mình quá chú á, thì khi mà ai đụng vô mình á, mình rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái tâm nó mở ra hơn á, tức là các đối tượng mình vẫn quan sát được, và khi người ta có ý đến gần mình là mình đã có biết là người ta có gần tới, thì lúc mà ta gọi mình tự dưng mình thấy tâm cũng bình thường, tức là nó không không làm khó chịu nữa. Thì con thấy là hai cái trạng thái tâm nó rất là khác nhau.
Do cái cách mình thực hành là mình chú quá hay là mình cái tâm của mình nó mở hơn, cái đối tượng nó tự nhiên hơn thì nó sẽ làm cho mình không có khó chịu. Thì con chỉ có hai cái ý đó thôi ạ. Thì bởi vậy thành ra thì xưa ông nói đối tượng của con thành vấn đề, đối tượng thành vấn đề là Dạ. cái tâm của mình. Cái tâm của mình là quan trọng vô cùng, cái tâm mình như thế nào, đối tượng tới nhưng mà tâm mình không biết. Ông thật sự cũng còn hỏi kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi đang ngồi thiền công thức của tôi tự nhiên có một người nào tới vỗ vai tôi không thèm để ý tới cái vỗ vai, mà chỉ biết cảm giác mà thôi. Một cái tiếp tục cứ thấy cái cảm giác này hoài, tự nhiên bắt ủa thế là sao lạ trong tự nhiên cái vai của mình đã nghe rung rung vậy. Lúc bây giờ ông mới suy nghĩ chắc là có ai, ông mới xoay trở lại là thấy người anh ông đã đứng đứng vỗ vai rồi. Thấy không? Hai Dạ. hai cái tâm nó hoàn toàn khác nhau. Mình điên kia là vỗ vai mình nổi điên, mình xoay trở lại mình muốn chửi cho nó. Còn thiền sư đó khi mà vỗ vai tôi chỉ quan sát chân đế mà thôi, xúc chạm xúc chạm xúc chạm xúc chạm hay là rung 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 cái vai đó đi. Thấy không? Hai cái trình độ nó hoàn toàn nó khác nhau. Nghe bạn anh hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Dạ. Thành ra mình muốn hỏi chìa khóa mình rất nhiều là trình độ tu tập mình hiểu thế nào là. Vì vậy anh chị em mới thấy là cái người mà đi hướng dẫn thiền rất là cực, mình phải đặt cho mình ở cái vị trí của cái người đó họ chưa có hiểu để mình nói, mình nói cho người ta hiểu là cả một cái nghệ thuật chứ phải không. Vì vậy sư không biết là sư hướng dẫn cái vị cho tới ngang nào nữa, tới một lúc nào đó mà sư nói là không nổi nữa thôi mình chắc mình thua thôi chứ biết sao giận. Ha. Thì bây giờ nói được cái gì thì nói, 3 năm nữa sẽ 80 tuổi rồi, già cụ rồi, đỡ làm ăn gì được nữa đâu. Thì tới đó là hay nữa, nghĩ gì cho nó mệt phải không? Tôi nói đừng nghĩ tới đâu hay đó, không có ai già cả, chỉ có sự già nó tới, chỉ có sự đau nó tới, và nó chúng chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Đến chừng nào chúng ta mới hiểu được như vậy thôi quý vị, bất kỳ giờ lắm có vậy không? Còn nó chờ tôi già rồi, không biết cái bệnh gì mà nó đau này, không biết rồi bữa nào mình chết rồi, lỡ mình chết bên miếng điện rồi ai chôn mình hay là ai mình lo cái hậu sự cho mình, không có suy nghĩ. Thôi được, cô Phật tôi sẽ chào quý vị nghe, tôi mời cô anh đi. Dạ mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt có khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa thú lành thai. Con cảm ơn sư, con chào sư. Eric có cái gì muốn tuyên bố không? Có cái thông tin gì không? Dạ thưa sư, con có nói chuyện với chị Kim nhỏ. Chị Kim nhỏ đồng ý là giờ để cho sư dùng cái 400 đó cho bên cái thiện sự bên Việt Nam thưa sư. Một bậc xa thú đặc sản, tại vì Eric nói cái chuyện đó sư cũng nhắc quý vị là hiện tại cái tiền mà quý vị gửi cho sư để qua miếng điện làm phước, cái số tiền nó còn rất là nhiều, và sư cố gắng sắp xếp từ đây cho đến khi sư về là tháng 12 đó, thì quý vị biết bây giờ nó bắt đầu hết tháng 8 rồi này, sắp sửa hết tháng 8 rồi, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 2 còn có 4 tháng nữa thôi. Đó mà số tiền cũng còn 6-7 ngàn đô, thành ra phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó rồi. Vì vậy sư có nói với Eric đó, thôi bây giờ tạm thời đừng có nhận tiền gì đây qua bên làm cho sư bên Miến Điện nữa, là tại vì phải giải quyết cái tiền mà bà con đã đóng góp cho sư rồi, để cho khi mà sư về sư yên tâm là sư đã làm cái chuyện đó thiện sự cho quý vị. Cho đến lúc nào mà sư về bên bên Mỹ rồi mà bên bên Miến Điện này người ta nói rằng là bây giờ sư còn thiếu cái này thì mình có thể gửi thêm sao. Vì vậy nói chuyện làm phước bên Miến Điện quý vị thôi ngừng ha, rồi mình để dành đó, rồi quý vị nào là có muốn gửi tiền thì để dành đó, để nếu mà sang năm sư qua thì xin quý vị cái tiền đó, còn tạm thời là đủ rồi.
Anh vừa rồi đó anh Eric có gửi cho sư 1.000 đô để đi làm để cho các chùa nghèo. Bây giờ là 1.000 đô ra mới đưa cho cái cô kia cổ đi đi làm giùm. Hiện tại bây giờ trong cái tài khoản của quý vị được còn cái 6.000 đô nữa, mà từ đây mà cho tới sư về là còn có 4 tháng thôi, thì trong tương lai cứ mỗi tháng là phải nhờ anh Eric 1.500.000, mà nếu quý vị gửi vô nữa thì nó số tiền nó nhiều quá nó lú. Thành ra tạm thời ha, không phải là mình không có muốn làm phước, nhưng mà để cho sư gì đây cái số tiền đó để cho sư giải quyết cái đã, tại vì trong cái mùa an cư sư cũng muốn có thời giờ sư tu tập đó đó, mình cứ tâm mình nó cứ suy nghĩ bà con gửi qua không biết cái tiền này bây giờ phải làm sao, cái đi sắp xếp như thế nào đi, cái đó nó cũng rất là cực cho sư. Vậy thì bây giờ mình để yên đi, số tiền mà quý vị mà cúng dường cho sư coi vậy là đủ rồi. Rồi nếu như mà quý vị muốn gửi vào nữa thì cứ việc đưa cho anh cái là để đó đi, để sư để trong cái tài khoản của sư sang năm sư rồi. Hồi nãy anh nói là sư có xin bên bên từ làm từ thiện bên Việt Nam, là tại vì mình nghĩ trong bên này đủ rồi thì xin qua bên đó, và Phật tử cũng đồng ý vậy thì quá tốt rồi đấy. Ô Phật, tôi xin chào quý vị nghe. Dạ, chúng con chào sư, chúc sư luôn nhiều sức khỏe. Dạ, xa thú, xa thú. Eric thấy ánh sáng không có chói lắm hay sao? Dạ thì cũng tạm thưa sư, là tại ở bển cái trong phòng sư cái đèn nó không có sáng đó sư à, thành ra cũng Cái tạm. đèn này đây là một cái loại dạng đèn, đèn ta bán ở ngoài ngoài chợ đó. Đó. Tại vì nếu mà có cái đèn ở trên cao, bây giờ quý vị thấy xung quanh là điện nó tắt, bây giờ nó có mới có trở lại. Là nó phải dựa vào trong mấy cái loại đèn này, đèn sáp quý vị, đèn mà nó thành ra nó cái ánh sáng nó chói dữ lắm. Nhưng mà nếu không có thì sẽ đọc sách, sẽ đọc không được đó. Tôi quý vị thông cảm ha, nghe sâu sâu một chút cũng được, miễn mình nghe nghe được là tốt rồi ha. Dạ Ô Phật, vâng. hẹn quý vị thứ bảy tuần tới là ngày bên Mỹ đó. Dạ.